Xin chào, tôi là thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Dương Hương Quỳnh, bác sĩ phục hồi chức năng tại khoa phục hồi chức năng y học thể thao thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Đế giày là một trong những cái phương pháp điều trị mà theo xu thế hiện nay vừa có thể giúp ích điều trị đau, vừa có thể giúp ích trong một số các dạng trường hợp điều trị cho lệch trục bàn chân. Thì trong đó đế giày bàn chân bẹt là một trong những cái nhóm điều trị của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Thì đối với cái đế giày bàn chân bẹt thì chúng ta có thể điều trị cho cả đối tượng trẻ em và người lớn. Đối với trẻ em thì độ tuổi mang đế giày bàn chân bẹt sẽ từ khoảng 4 đến 5 tuổi trở lên. Ở cái độ tuổi này thì em bé nó sẽ hợp tác với cái quá trình làm đế tốt, và đồng thời nó vẫn còn là trong cái giai đoạn mà mình có thể hỗ trợ bằng cái đế giày giúp cho em bé có thể cải thiện, ví dụ như là cái vòm áp lực bàn chân, hay là về cái vấn đề đau, hay là chạy nhảy dễ té ngã. Còn đối với đối tượng người lớn có bàn chân bẹt thì có thể có những cái vấn đề đau của gan bàn chân, của gân gót, thì việc làm đế sẽ giúp hỗ trợ lâu dài cho những cái vấn đề đau này. Đối với những cái loại bệnh lý khác nhau thì chúng ta sẽ thấy được những cái mức độ hiệu quả khác nhau. Ví dụ như đối với bàn chân bẹt thì mục đích điều trị của chúng ta sẽ là vấn đề điều trị đau bàn chân, vấn đề điều trị dễ té ngã thì sẽ cải thiện sau khoảng 3 đến 6 tháng điều trị cho bé mang đế tích cực. Tuy nhiên là về cái vấn đề vòng bàn chân thì tùy trường hợp có khoảng 30% bé có thể cải thiện nếu như mà có thể được kết hợp những cái tập luyện cơ nội tại bàn chân. Còn đa số thì bé vẫn phải điều trị kéo dài cho tới khi là cái hình dạng bàn chân nó ổn định khoảng tuổi trưởng thành 15-16 tuổi. Khi mà bé sử dụng đế bàn chân bẹt thì rất cần thiết là phải sử dụng kết hợp thêm những cái bài tập vật lý trị liệu, những cái bài tập để tăng sức mạnh của cơ nội tại bàn chân, tăng cái sự kéo giãn của những cái gân cơ dây chằng quanh vùng cổ bàn chân, và đồng thời là gia đình nên cho bé tham gia các hoạt động, một số các hoạt động thể dục thể thao để tăng cường cái sức mạnh của chi dưới, ví dụ như có thể tập bơi, ví dụ như trẻ có thể tập jumping, vân vân và vân vân. Đối với người lớn mà có vấn đề bàn chân bẹt mà có kèm theo đau bàn chân hay là co rút gân gót thì tất nhiên là những cái bài tập vật lý trị liệu phù hợp để giúp tăng sức mạnh của cơ nội tại bàn chân cũng như là kéo giãn những cái vấn đề co rút ở gân thì cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho những cái bàn chân bẹt mà có kèm theo đau vùng cơn gan chân, lòng bàn chân hoặc là đau gân gót. Đối với trẻ em thì một cái đế giày thì thường sẽ được mang trong khoảng 1 năm tương ứng với cái thời gian mà mình sẽ thay thế cái đôi giày mà em bé mang ở ngoài, tại vì cái đế là có vai trò là lót ở bên trong thôi. Và khi mà cái giày ở bên ngoài của em thay đổi thì mình cũng cần phải thay đổi cái đế lót bên trong để cho nó fit với lại đôi giày của mình. Còn đối với đối tượng người lớn thì sẽ tùy theo cái mức độ sử dụng cái đế lót, thì thời gian mang đế lót tùy theo mức độ bảo quản nữa, có thể là từ 1 đến 1 năm rưỡi thì bạn cần phải thay đế lót. Còn nếu như mà mình sử dụng cho chạy nhảy, hoạt động thể thao rất là nhiều thì đôi khi có thể 6 tháng là bệnh nhân đã phải thay một lần. Đối với cái đối tượng trẻ em á, mình thay đế lót là bởi vì lúc đó cái kích thước bàn chân của em bé nó to lên, mình phải đổi cái size giày bên ngoài mới, thì cái đế giày cũng cần phải được tăng size để giữ được cái độ ổn định cũng như là chỉnh sửa vòm bàn chân. Còn đối với đối tượng người lớn thì sau một thời gian sử dụng thì cái đế nó sẽ bị mài mòn. Chính vì vậy mà có những trường hợp thì mình có thể chỉnh sửa được, nhưng có những trường hợp mình phải thay hoàn toàn một đôi đế mới để duy trì cái hiệu quả điều trị. Tùy theo những cái đối tượng bệnh nhân mà sẽ có thời gian tái khám khác nhau. Đối với đối tượng em bé mà bị bàn chân bẹt thì thời gian tái khám có thể là sau mỗi 6 tháng đến 1 năm. Còn đối với người lớn thì thời gian tái khám có thể kéo dài hơn, khoảng 1 năm. Hoặc khi nào bệnh nhân có tình trạng đau bàn chân hay khó chịu hay cần chỉnh sửa về đế thì đều có thể đến bệnh viện để chỉnh sửa.